Dịch, sư cho con hỏi, trước đây con có xuất gia gieo duyên nhưng cháu còn nhỏ nên con vẫn tắm rửa, chăm sóc cho cháu hàng ngày, vậy có phạm tội không? Và cháu có mang nghiệp chạm vào phụ nữ, cháu buổi chiều còn ăn diều. Và do còn nhỏ nên lần đầu tiên tắm xong do cháu không biết nên có mặc đồ thường một lúc, sau đó con phát hiện ra mới đắp y lại cho cháu, và cháu cũng chỉ lên chánh điện đọc kinh ngồi thiền chứ cũng không có ý thức giữ giới tuyệt đối như một vị sa di. Con sợ như vậy thì cháu có bị đứt giới và mà vẫn đắp y nhận đồ cúng dường, vậy có phạm vào tội trộm tăng tướng? Bản thân con thì chăm sóc cháu nên chắc cũng sẽ phạm lỗi với cháu trong quá trình chăm sóc và ăn đồ dùng đồ của cháu khi khất đi khất thực về. Con tính sau này khi cháu làm sư thì con sám hối với cháu và cũng dừng lại đồ vật đã ăn, đã dùng để khắc phục thì có hợp lý không? Và đã lỡ phạm những tội này thì sau khi xuất gia có ảnh hưởng gì không? Vì con nhớ nếu phạm một số tội thì không xuất gia được, nhưng con không rõ. Cho nên thì cá nhân sư thì sư không ủng hộ lắm cái chuyện là cho một cái đứa trẻ nó quá trẻ mà nó đi xuất gia. Mặc dù là nhìn mấy đứa nhỏ nó dễ thương lắm, sư đồng ý cái chuyện đó, nhìn mấy đứa nhỏ mà nó đắp y nhìn dễ thương cưng hết sức. Nhưng mà sư lo là mình một cái đứa nhỏ như vậy nó không ý thức được về giới, rồi nó tu hành như thế nào thì rất là tội nghiệp. Hơn nữa một đứa nhỏ mà nó cũng không có được chơi bời, nó nhảy tung tăng rồi thì nó kẹt lắm. Mà để cho nó nhảy giỡn chơi thì sư đi một số chùa rồi, thấy con nít ở chùa, xin thưa là từ một người tu mà thành một người giữ trẻ, thời gian đâu nữa mà để mà tu. Còn nếu mà mình giữ thì hóa ra là mình chỉ có trông trẻ chứ đó, còn mà không giữ thì chỉ có nuôi chứ không có dạy. Tôi thấy một số nơi rồi, con nít nó lớn lên thì nuôi, chỉ có nuôi thì dạy, không có dạy thì nó kẹt trăm bề, kẹt dữ thần lắm. Cho nên sư thì vẫn ủng hộ cái chuyện là để cho một đứa nhỏ nó đến một độ tuổi nhất định nào đó, nó biết suy tư một cách đàng hoàng đó, rồi cho nó xuất gia gieo duyên cũng vậy thì nó sẽ tốt hơn, bởi vì nó có ý thức. Còn một số vấn đề như quý vị nói thì như thế này, việc đầu tiên á là, nhưng mà nó kẹt cái là khi mà sư nói thì một số người họ nghe, họ có thể là họ bẻ nó để họ nghĩ là họ làm được. Sư lấy ví dụ nghe, sư nói cái chuyện là quý vị tắm cho nhóc á không sao hết trơn á, thì có người họ sẽ nghĩ là ồ, như vậy là tôi chạm vô phụ nữ được, nó kẹt như vậy. Thì thôi bây giờ sư nói dễ cho dễ nè, thì quý vị là mẹ đó ha, hơn nữa thì vị này chỉ là sa di thôi. Hơn nữa lại là nhỏ quá như thế thì cái chuyện mà quý vị tắm cho bé thì nó cũng không vấn đề gì. Nhưng mà rút kinh nghiệm sau này á, chừng nào mà đứa nhỏ nó tự lo cho nó được thì hẳn cho nó đi xuất gia gieo duyên, còn nó không tự lo cho nó được thì làm ơn làm phước nuôi dạy cho nó tự biết lo cho mình. Ngay cả ở trong luật á thì Đức Thế Tôn cũng hỏi là cái đứa nhỏ này nè, nó biết làm công chuyện hay không? Mà Thế Tôn hỏi là nó biết đuổi họa hay không á. Tức là một cái đứa sa di nó phải biết tự lo cho mình ở một cái mức độ nào đó, chứ không thể nào mà mình đi tu mà mình còn tắm mà còn phải để mẹ tắm. Thì sư tin là ngay cả thời Phật, Phật cũng chưa cho xuất gia đâu nha. Thành ra là sư nói là quý vị phải cẩn trọng cái chuyện này. Chứ như vừa rồi cũng có vụ tu mà mấy đứa nít nó không biết cái gì hết trơn, nó làm rộn chuyện người lớn.
Rồi cái tiếp theo đó là cái chuyện mà nó sa di thì con nít thì nó không có ý thức nhiều, thì thành ra quý vị khổ như thế. Còn những cái giới mà quý vị sợ là nó trộm tăng tướng thì như thế này, cái luật á, gọi là trộm tướng mạo tỷ kheo à, còn chứ không có vụ mà trộm tướng sa di, không có, trộm tướng tỷ kheo là không có được. Còn em bé thì nó không vấn đề gì, cho nên nó không có phạm cái tội này. Ngoài ra thì trong cái tội sa di nó còn có cái tội trục xuất và tội hình phạt. Đó quý vị thấy không? Đi tu xuất gia gieo duyên mà nhỏ xíu, nhỏ quá như thế, làm sao nó ý thức được cái chuyện nào mà giới nào cần giữ, giới nào không có, giới giới nào là trục xuất, giới nào không trục xuất. Nó không biết cái gì hết trơn mà cũng cho nó đi tu. Rồi còn cái chuyện mà em bé mà cho ăn á thì như thế này, trong luật ha, thì một vị tỷ kheo thì sao, thì có thể đem đồ ăn của mình á để nuôi cha mẹ của mình. Cho nên cái chuyện mà sau khi mà con của quý vị ăn xong rồi quý vị ăn thì cái đó không vấn đề gì, không phải lo sợ cái điều đó ha. Đó thì đó là tổng hợp những cái vấn đề của sư, cho nên là sư đề nghị nếu như mà cho những bạn nhỏ đi xuất gia gieo duyên thì các bạn nhỏ phải đủ độ tuổi có ý thức tự chủ, chứ không có cái chuyện là như thế này là không được, chưa được ha. Và xin có thể là sư ý kiến như thế, còn Đại Đức Tuệ Tường có cái suy nghĩ khác thì sao? Cho nên là xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ quan điểm về vấn đề này. Kính thưa Đức, kính thưa quý vị, có một cái điểm mấu chốt ở đây mà sư, nếu mà sư trả lời câu này trước thì sư cũng sẽ nhấn mạnh cái điểm này ở đây, cái thành tuệ có nghĩa một cái điểm mấu chốt mà thật sự là ở một số, sư nói nha, sư nói là một một số ít thôi, một số ít các vị có nghiên cứu về luật ở đây là hàng tu sĩ lẫn cư sĩ luôn mà vẫn vẫn không có hiểu được cái vấn đề xuất gia của xuất gia hay là xuất gia vô duyên của sư gọi là những em bé đó. Tại vì nhiều vị cứ nói như vậy thôi, vị nói là Đức Phật cho đủ 7 tuổi, đủ 7 tuổi là xuất gia, hay là nói theo cái nghĩa đen á, nói đọc cái nghĩa đen là giống như Đức Hành Tại nói là có khả năng đuổi con quạ là có thể xuất gia sa di được rồi, nhưng mà mình hiểu chị không phải, thưa vị, nếu gì không không có hiểu, mình không có hiểu đúng theo ý nghĩa nghĩa của lời Đức Phật, mà đúng như Đức Hành Tại nói câu hồi xưa đồng ý, có nghĩa là khi nào mình cảm thấy rằng á, cái đứa con mình á, nó có cái sự phát triển, thứ nhất là về thể chất nè, thứ hai là về tinh thần nè, mà chung quy là gọi là tâm lẫn sinh lý đó, à nó có ý thức về ít nhất là tối thiểu nhất là nó có đủ khả năng tự lo cho mình, tự ăn tự uống, thậm chí là nó gọi là cái khả năng mà gọi là sinh tồn căn bản để tồn tại của một đứa nhỏ là thưa vị, của một con người đó, một đứa bé đó, hay tự tánh như mình đó, thì suy nghĩ khi đó đó mới đủ điều kiện gọi là xuất gia thưa vị. Ngoài cái việc mà gọi là 7 tuổi, 7 tuổi hay là đủ quại đó, nghĩa là giống như là có Đức Phật ngài đưa ra một cái tiêu chuẩn như thôi, chứ bây giờ quý vị nghĩ đi, nếu mà một đứa trẻ đủ khả năng đủ quại, hay là một đứa trẻ mà nó 7 tuổi, cho nó 7 tuổi đi, nhưng mà về cái thể chất của nó èo uột, thể chất èo uột nó không đủ sức khỏe, đúng không, rồi về tâm, về cái trạng thái mà tinh thần của nó nữa, đúng không, trạng thái thần của nó nữa, nó kiểu bằng là nó giống như nó mắc những cái căn bệnh mà nó không có lý trí, cái nó thẳng sự, nó thẳng dễ hiểu, giống như là bị bệnh về thần kinh đó, thẳng vậy đó, làm sao nó làm sao rồi nói là từ 7 tuổi không lẽ được, miễn 7 tuổi là được xuất gia hay là đủ quả như vậy thôi là được xuất gia, nó không phải, thưa vị đó, cho nên là chính vì á, ở đây không phải là sư nói sư trách gì, nhưng mà chính vì á, mình bảo bụng mình là cha mẹ, mình không hiểu được á,
mình không hiểu được là con mình đó có đầy đủ cái sự nhận thức về tâm lý và có đủ thể chất để nó xuất gia, nó tự lo cho nó, tự ăn, tự uống, tự tắm rửa các kiểu, hay không? Hay không? Một cách đó, một cách mà kêu bằng là gọi là sinh tồn tối thiểu, đúng không? Rồi cộng thêm một phần là mình quá lo, thứ mình quá thương con, chính vì mình thương con nè cho nên mình mới sợ nó, đút nó ăn rồi tắm cho nó này nọ cái gì, đúng không? Là một phần do mình đó, nào xin phải nói thật, một phần là do mình đó. Nhưng mình bản thân đó, do mình cha mẹ mình không có ý thức được cái điều nữa, cho nên là nó dẫn đến những ca, dẫn đến cái việc mà bây giờ mình bị băn khoăn, mình thắc mắc là có phạm sợ tội không. Cho nên là cái câu hỏi thật sự sự đánh giá rất là hay, tại vì để là giống như là để cho những cái bậc phụ huynh đó, đúng không, có cái lòng tha thiết con mình đi xuất gia du duyên đó, để phần nào mình hiểu được, đúng không, mình trang bị cho nó kiến thức, đúng không, để nó sẵn sàng, nó một khi đã xuất gia du duyên là một vị sư nè, xin nhấn mạnh vị sư nha, chứ đừng có bây giờ kêu nha, bây giờ mình đừng có kêu là chú sa di hay là vị sa di, mà kêu mà cái kiểu mà giống như xem giống như là sa di là không phải xuất gia chứ, không khi mình thấy có nhiều vị kêu là chú sa di cái đó, khi nó kêu là bảy sư bảy quý vị, trong khi mà xuất gia là lúc mà đọc đọc cái câu Pali bát bát cha, nghe là xin ngài cho con xuất gia, để con chứng ngộ niết bàn, thoát khỏi chứng ngộ niết bàn. Đó. Cho nên là một điểm mình phải có sự tôn trọng, đấy tôn trọng phẩm vị của vị sa di đó. Đó thì mình mới đúng, mình mới làm đúng đó. Cho nên là quý vị cần phải lưu tâm, phải lưu tâm cái việc mà cho con mình cha phải trang bị, thứ nhất là phải xin nhấn mạnh lại ha, trang bị về cái thể chất lẫn cái trạng thái tinh thần, nó đầy đủ, nó tự lo cho nó, chứ rồi quý vị bản thân quý vị đừng có lo như mình cho tu thiệt, mình cho con tu thiệt tốt, hiểu không? Nhưng mà đừng có thương con này, nó thương con cái mình đó, trong trường hợp này là mình đâm ra mình làm cái gì cũng làm giùm hết trơn đó, rồi đâm ra mình sợ, đúng không? Cái này đó là không nên. Rồi về vấn đề quý vị nói là gì, về là nói là chậm tăng tướng, thì Đức Hạnh Tuệ nói sư hoàn toàn đồng ý, đúng chính xác là hoàn toàn đồng ý, có nghĩa là chỉ tính ở tỳ kheo thôi quý vị, đúng không? Rồi vị lên quý vị lại hỏi là lỡ phạm tội sau này xuất gia ảnh hưởng không, thì xin thưa quý vị cái này là thời gian có hạn, cho nên là sư sẽ không nói là có xuất gia có ảnh hưởng không, mà quan trọng quý vị xem á là giúp sư làm 10 cái điều trục xuất á, là coi trong thời gian mà đứa bé nó tu nó có dính trong 10 điều trục xuất không, đúng không, và nó có sinh giới lại không, rồi có truyền giới lại không, để mình biết, hay không? Tại vì có một cái điều này nè, có một điều này nè là phải quan trọng này nha, sa di mà dính dính vô cái điều này mà giữ cái quan điểm này là bị trục xuất, mà không được tu lại nếu không sửa chi kiến luôn. Đó là gì? Đó là sa di phạm tà kiến, thưa vị. Nghĩa là nếu nếu mà trong 10 điều trục xuất là có một cái điều mà nếu bị sa di này mà bị tà kiến mà được các tỳ kheo nhắc nhở hoặc là hội chúng tăng nhắc nhở, mà cái vị này không bỏ tà kiến đó thì trục xuất, mà thậm chí không bỏ cái tà kiến đó thì cũng không cho tu lại luôn đó. Cho nên là quý vị cứ xem lại cái trường hợp này để xem mình có trong thời gian con mình tu á, mình có nó có bước vô này không, để mình biết là sau này xuất gia có nó ảnh hưởng không ha. Rồi quý vị lại hỏi là vì con nhớ phạm một số tội con xuất gia đó, thì sư đã đến thời điểm này chắc thì nghĩ là câu hỏi cũng khá đầy đủ rồi. Thôi, cũng già cũng xin kết thúc cái câu trả lời đây. Sư chia sẻ nhiều cái tấm cho đứa con nít sa di nhìn dễ thương cưng hết sức à, nhìn thì nó cưng à. Đợt đi miếng thấy thấy vụ chú sa di à cười te tét cưng, thì như sư nói đó à, cái vị này quý vị biết bao nhiêu tuổi không? 5 tuổi. Trời ơi, hỏi tuổi ra sư hết hồn. À, ở Miến Điện nghe mà 5 tuổi không biết làm sao vị nào á, cho xuất gia nhìn thì cưng lắm á, nhưng mà qua ở đằng sau cái cưng đó rồi mình không biết là tới hồi ở đằng sau đó là nó sẽ như thế nào mình không biết nữa. Cho nên là đó, thì những cái sư chia sẻ là sư đã chia sẻ rồi ha. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.